Kể lại cái lúc mà bị bóng đè phải gọi là khó quên nhất của mình bắt đầu vào tháng 7 hay là tháng 8 của năm ngoái. Vào cái đợt tháng cô hồn ý, ai không tin thì mặc kệ, mình chỉ kể cái trải nghiệm của mình thôi. Thì bóng đè nó đơn giản là kiểu như là ép người xuống, ép tim xuống hay là chân tay nó không cử động được ý. Thì hôm đấy là mình cũng bị, và mình bị kéo dài trong khoảng 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng, buổi trưa nào mình cũng bị, buổi trưa nào cũng bị. Vừa bị ép tim xuống này, vừa khó thở này, vừa không cử động được chân tay này. Và kèm theo đó là mình nhìn thấy được những cái hình ảnh mà mình nghĩ mình sẽ chả bao giờ muốn nhìn thấy mấy cái này đâu. Kiểu như là nó ghê ghê kiểu gì. Xong rồi mình còn nghe thấy được những cái kiểu như là tiếng xì xào hay là tiếng gì, kiểu như là mình nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn, không bao giờ nghe được những cái này đâu. Xong rồi cho đến cái buổi thứ sáu, cái buổi hôm thứ sáu mà mình bị bóng đè ấy, thì hôm đấy mình cố gắng mình mở mắt để mình chắc chắn rằng từ lúc mình mở mắt cho đến lúc mình hết bị bóng đè là mình không phải là mình mơ. Và cuối cùng đúng thật như vậy, mình mở mắt từ lúc mình bị bóng đè cho đến lúc mình thở được, mình cử động được chân tay được. Sau đó mình vớ lấy cái điện thoại và mình có giơ lên, xong tự nhiên điện thoại tay nó cứng, nó rơi điện thoại xuống, xong rồi mình bị bóng đè part 2.